biệt đến tham gia với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta rất vui mừng được chào đón hai ca sĩ hàng đầu Việt Nam, đó chính là ca sĩ Thanh Lam và ca sĩ Tùng Dương. Các bạn thân mến, hai ca sĩ của chúng ta ngoài những đóng góp những dấu ấn cho nền âm nhạc trong nước, thì đối với kiều bào của chúng ta ở nước ngoài, hai ca sĩ cũng luôn dành những sự quan tâm đặc biệt. Vì vậy, họ đã vượt hàng nghìn cây số để có mặt với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Và ngoài ra, trong chương trình của chúng ta còn có sự tham gia của một nhóm nhạc rất đặc biệt, đó chính là nhóm nhạc G-Vox. Họ được thành lập từ năm 2010. Đó là những bạn trẻ có niềm đam mê với âm nhạc, đặc biệt là nghệ thuật hát hợp xướng. Và qua gần 2 năm thành lập, tham gia những chương trình biểu diễn lớn nhỏ, thì nhóm G-Vox đã tạo được những dấu ấn đặc biệt trong lòng cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, cũng như bạn bè Pháp tại Paris nói riêng và tại Pháp nói chung. Và ngày hôm nay, để mở đầu cho chương trình thì nhóm G-Vox sẽ mang đến cho chúng ta một bài hát được mang tên Bình Minh Ca, nhạc nước ngoài, lời Việt của Trần Ngọc Việt Tú, hòa âm phối khí và chỉ huy Trần Đình Nam Anh, do ensemble vocal G-Vox trình bày. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.